Máy lạnh Mitsubishi không lạnh, lốc nén cứ e rồi ngắt. Kỹ thuật tiến hành sửa chữa thay thế lốc khác tại trung tâm điện lạnh Anh Thắng. Trước tiên, kỹ thuật tiến hành đo lốc xem có chạm ra ngoài vỏ hay không. Nếu không chạm ra vỏ mà do bị kẹt, kỹ thuật sẽ tiến hành tháo gỡ lốc và làm sạch bên trong dàn nóng. Sau đó mới tiến hành thay thế một lốc khác. Kỹ thuật tiến hành dùng methanol và thổi bằng nitơ để làm sạch bên trong dàn nóng. Sau khi đã làm sạch bên trong dàn nóng và vệ sinh bên ngoài, kỹ thuật tiến hành thay thế một lốc khác cùng công suất, sau đó cân cáp và test máy. Sau khi đã thay lốc khác xong, kỹ thuật sẽ tiến hành lắp ráp lại dàn nóng, đồng thời sẽ xúc rửa bên trong ống đồng và dàn lạnh bằng methanol để đảm bảo rằng bên trong không còn nhớt và hoàn toàn sạch.